Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Binance xác nhận niêm yết 3 đồng meme coin, Nero, Turbo và Baby Dogecoin. Thông báo này đã thúc đẩy biến động giá đáng kể, phản ánh sự hưng phấn của thị trường. Nero, thường được gọi là em gái của Dogecoin, đã được ra mắt trên blockchain Ethereum. Điều này xảy ra sau thông báo của chủ sở hữu chó Shiba Inu mang tính biểu tượng Kabosu đã thúc đẩy sự quan tâm to lớn trong cộng đồng. Turbo tự coi mình là đồng tiền meme, được thiết kế bởi trí tuệ nhân tạo dành cho mọi người. Trong khi đó, Baby Dogecoin xuất phát từ cộng đồng meme dog, tập trung vào việc tạo ra bầu không khí vui vẻ và nâng cao nhận thức về việc nhận nuôi động vật. Khi niêm yết, giá trị của Nero tăng vọt 18% ngay lập tức, mặc dù sau đó ổn định ở mức tăng khiêm tốn 3%. Ngược lại, Turbo duy trì mức tăng ổn định 9%. Tuy nhiên, Baby Dogecoin cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng nhất, tăng vọt hơn 48% sau khi công bố và vẫn duy trì tăng mạnh 44% ở thời điểm hiện tại. Binance cũng cảnh báo, Nero, Turbo và Baby Dog là những token tương đối mới, có rủi ro cao hơn bình thường và có khả năng biến động giá mạnh. Hơn nữa, Binance đã triển khai thẻ hạt giống cho các token này. Chỉ định này cho thấy chúng có thể có tính biến động cao hơn và có nhiều rủi ro hơn các token được niêm yết khác. Để giao dịch các token này, người dùng phải vượt qua các bài kiểm tra sau mỗi 90 ngày. Các bài kiểm tra này được thiết kế để đảm bảo người dùng hiểu được các rủi ro liên quan. Nero là một meme coin lấy cảm hứng từ Nero, chú chó Shiba mới được nhận nuôi của Atsuko Sato, người từng là chủ của chú chó Kabosu đã qua đời vào tháng 5 năm 2024. Kabosu chính là nguồn cảm hứng cho một trong những đồng meme coin nổi tiếng nhất trên thị trường tiền điện tử, Dogecoin. Sau khi Atsuko Sato thông báo nhận nuôi chú chó Nero trên nền tảng X, nhiều meme coin lấy cảm hứng từ chú chó này đã được phát hành trên các blockchain khác nhau. Trong số đó, Nero Ethereum được tạo ra khoảng 76 phút sau khi Sato đăng tweet và là meme coin bùng nổ thị trường lớn nhất với 221 triệu đô la, đứng thứ 220 trong bảng xếp hạng vốn hóa của CoinMarketCap. Trước Nero Ethereum, đã có hàng chục đồng meme coin với tên Nero xuất hiện trên nhiều chain khác nhau, trong đó Nero Solana là meme coin được tạo ra sớm nhất. Từ đây đã xảy ra tranh cãi xoay quanh việc nên chọn Nero có khối lượng và vốn hóa cao nhất hay là Nero được tạo ra đầu tiên. Mọi chuyện dần ngã ngũ khi Nero Solana nhanh chóng tàn lụi không lâu sau đó. Turbo Coin đã nổi lên như một ví dụ đáng chú ý về sự sáng tạo và tài trí trong việc phát triển các đồng meme coin. Với một tầm nhìn độc đáo, người sáng lập Turbo Token đã đối mặt với thách thức tạo ra đồng meme coin lớn tiếp theo, chỉ với ngân sách khiêm tốn là 69 đô la. Tuy nhiên, điều thực sự làm nên sự khác biệt của Turbo Coin chính là sự hướng dẫn mang tính cách mạng từ GPT-4, một mô hình ngôn ngữ AI tiên tiến trong suốt quá trình tạo ra nó. Sự hợp tác đột phá này giữa sự tài trí của con người và công nghệ AI cho thấy tiềm năng to lớn mà các dự án được dẫn dắt bởi AI có thể mang lại trong bối cảnh tiền điện tử. Turbo Coin đại diện cho một cách tiếp cận mới mẻ và tư duy tiến bộ đối với các đồng tiền meme coin. Bằng cách kết hợp chuyên môn của người sáng lập với những hiểu biết và khuyến nghị từ GPT-4, Turbo Coin giới thiệu một kỷ nguyên mới của sự đổi mới được dẫn dắt bởi AI trong thị trường tiền điện tử. Với mô hình kinh tế token toàn diện và chiến lược phân phối được lên kế hoạch kỹ lưỡng, Turbo Coin nhằm mục tiêu thay đổi cảnh quan của các đồng meme coin và thu hút sự chú ý của các nhà đam mê tiền điện tử trên toàn thế giới. Baby Dogecoin được coi là token con của Dogecoin. Token này được tạo ra với mục đích hoạt động từ thiện. Một phần lợi nhuận của token này được sử dụng để bảo vệ những chú chó. Token này có hiệu quả và tốc độ xử lý cao, giúp giảm phí giao dịch cho người dùng và hoàn thành giao dịch trong vòng 5 giây. Baby Dog là một loại tiền điện tử riêng biệt được tạo ra vào năm 2021 bởi những người hâm mộ cộng đồng trực tuyến Dogecoin nổi tiếng. Nó là một loại tiền điện tử bắt đầu như một sản phẩm phụ của Dogecoin. Theo SoFi, đồng meme Dog đã khai sinh ra đồng meme Baby Dog. Cái tên Baby Dogecoin có lẽ dựa vào công ty mẹ của nó, Dogecoin, nhưng đó là điểm tương đồng duy nhất. Baby Dog được tạo ra bằng cách sử dụng Binance Smart Chain để tạo ra một môi trường tương thích với Ethereum, tận dụng các giao dịch hoán đổi nhanh và chi phí thấp của BSC. Nó là một token siêu giảm phát, có nghĩa là nguồn cung giảm dần theo thời gian khi mọi người mua, bán và giữ token, khiến nó trở nên khan hiếm hơn sau mỗi giao dịch. Điều này nhằm mục đích tăng giá trị của token theo thời gian. Baby Dog cũng được thiết kế để cải thiện tốc độ giao dịch so với đồng tiền mẹ của nó, Dogecoin. Tất nhiên, việc giao dịch các meme coin luôn đi kèm với rủi ro rất lớn. Hầu hết các meme coin đều không có giá trị nội tại, chỉ tăng giảm giá dựa vào hoạt động đầu cơ của cộng đồng. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia vào những meme coin này. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.